Thanh Tú chính thức lên tiếng về nghi vấn nhắn tin với gái lạ. Diệu Nhi cũng có động thái cực gắt. Động thái của anh Tú và Diệu Nhi giữa lùm xùm anh Tú nghi bị phát tán tin nhắn tình cảm với một cô gái lạ khiến nhân tình không khỏi xôn xao. Mạng xã hội mới đây đã bất ngờ rần rần chia sẻ hình ảnh những đoạn tin nhắn của một cô gái với tài khoản Facebook có tên anh Tú Bùi, cả hai trao đổi Zalo và cách thức liên lạc với nhau. Trong tin nhắn, tài khoản tên anh Tú Bùi này liên tục có những tin nhắn đầy tình cảm với cô gái, hỏi cô, em có thích anh không, có cảm tình với anh không, và hẹn gặp nhau. Tài khoản cô gái này sau đó còn quay màn hình cho thấy, tài khoản anh Tú Bùi này có hơn 700.000 người theo dõi. Chính điều này đã khiến dân tình rần rần gọi tên anh Tú, và nghi vấn liệu có phải ông xã Diệu Nhi thật sự là người trong đoạn tin nhắn trên hay không. Tuy nhiên, anh Tú mới đây đã chính thức lên tiếng. Nam diễn viên phủ nhận nghi vấn lăng nhăng, khẳng định tất cả chỉ là bị đặt và đang chờ pháp luật can thiệp. Anh Tú xin phép được chia sẻ về những tin đồn liên quan đến gia đình mình. Tú và Nhi vốn kín tiếng chuyện cá nhân, hoàn toàn không bao giờ có tư duy về việc sử dụng những tin đồn thất thiệt liên quan hôn nhân để PR. Sau đám cưới, một lần nữa cả hai nhắc nhở nhau bỏ qua mọi tin đồn và chỉ nỗ lực làm việc. Thế nhưng ở thời điểm hiện tại, có vẻ càng giữ im lặng thì tin đồn càng nhiều, càng liên tục và câu chuyện càng trở nên xa lệch. Đó là lý do anh Tú xin phép được một lần duy nhất trả lời về những tin đồn không hay thời gian qua xung quanh chuyện cá nhân và hôn nhân. Đây hoàn toàn là những thông tin bịa đặt, cố tình gây ảnh hưởng tới hình ảnh. Phía công ty đang liên hệ pháp lý để sớm có hình thức xử lý các bên đưa thông tin một chiều không xác thật, anh Tú thông báo trên trang cá nhân. Về phía Diệu Nhi, cô cũng chia sẻ lại bài đăng của anh Tú trên trang cá nhân. Động thái quyết liệt của cặp đôi trước những tin đồn sai sự thật này, vì thế đã nhận được nhiều sự ủng hộ của netizen và người hâm mộ. Những ngày gần đây, nghi vấn Diệu Nhi anh Tú rạn nứt sau một năm đám cưới trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của đông đảo netizen. Mọi việc bắt nguồn từ việc Diệu Nhi được phát hiện liên tục đăng chuyện status buồn, ẩn ý nhiều chuyện về cuộc sống, tình yêu, khiến fan nghi vấn liệu chỉ là trùng hợp hay nữ diễn viên đang thật sự có những trục trặc hôn nhân. Dù không lên tiếng chính thức phủ nhận, nhưng Diệu Nhi sau đó vẫn đăng ảnh nắm tay anh Tú như một cách ngầm khẳng định cả hai vẫn mặn nồng và không có chuyện rạn nứt như tin đồn. Trước đó, khi truyền thông đặt câu hỏi về nghi vấn rạn nứt hôn nhân, phía Diệu Nhi từ chối trả lời và cho biết không muốn đưa ra bình luận về vấn đề này. Nhớ lại. Thank you.